Dạ con chào cô. Cô có thể giới thiệu cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết là cô tên là gì? Cô tên Phạm Thị Oanh. Cô anh là quê quán ở đâu đây cô? Ở ấp Nhân Hòa, xã Đăng Hòa, huyện Châu Cần, tỉnh Trà Chà Vinh ha. Vinh. Hôm nay cô anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp cô gì đây? Giúp cho cô tìm lại con trai cô thất lạc, nó đi theo bạn. Tìm con trai. Con trai cô họ tên đầy đủ là gì? Trương Văn Chiêu, sinh năm 2000. Tên là gì cô? Trương Văn Chiêu, Trương Văn Chiêu. sinh năm 2000. Bỏ đi lâu cho cô. 2 tháng mấy ngày. Lúc đi đó là đi tại đâu đây? Đi lên thành phố này mới đi. À, đi lên thành phố đi làm á, Sài Gòn hả cô? Làm ở Sài Gòn rồi nghe lại bạn bè thì đi. Thế nên đây làm mấy năm rồi, cái hồi lễ á, trước lễ nó về rồi nó lên nó nói xin cô đi Thủ Đức làm, cô không cho. Dạ. Cô nói thôi con ơi, con làm ở thành phố gần anh gần chị với cha đi, đừng đi ngoài Thủ Đức con mình. Cái điện về nó nói mẹ con không có đi nữa, nên lấy cho cô cái đi mục tiêu. Vậy là 2 tháng trời rồi là cô không liên lạc được hả cô? Mới liên lạc được bữa 10 17 tây tháng 6 nó điện về. Vậy là tháng trước còn liên lạc được. Con trai điện về Thì nói từ sao? đó tới giờ mới điện được vài lần nè, thì điện về hỏi thăm thôi chứ không có nói gì hết trơn. Cô hỏi con giờ làm đâu? Mẹ đi thành phố khám bệnh nè, mẹ ghé qua thăm con. Dạ. Cái nó nói mẹ ơi, con ở Bình Dương á mà mẹ vô không có được, con người ta gào hết trơn rồi. Nói vậy Vậy là cho tới nay là không liên lạc được luôn. được, nó vẫn điện được nhưng mà hỏi địa chỉ thì nó không có nói. Tức là 1 tháng đổ về đây còn gọi điện được không cô? 1 tháng trở về đây là mới điện chủ nhật, điện chủ nhật điện vậy nè. À vậy là vẫn liên lạc được hả? Nó điện không à, chứ đây mình điện qua không có được. Điện về thì con trai nói sao cô? Thì cứ hỏi thăm vậy thôi chứ không có nói gì. Hỏi thăm là hỏi thăm tình hình sức khỏe hả? Vậy thì cô đang sợ nhất điều gì đấy? Sao con Nếu mà liên lạc được thì tại sao cô đi tìm làm gì? liên lạc được mà không biết con cô ở đâu. Những cái cuộc gọi điện đấy cô có thấy dấu hiệu gì bất thường không? Thì vô đó hớt tóc trụi chân, Ý là gọi video hay là gọi như thế nào? gọi điện thoại trên mạng nè, điện Nhưng mà điện điện có thấy hình nhau không cô? thấy 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 chẳng à. Nhưng mà cô thấy là có bình thường không? Bình thường nhưng mà cũng như cái kiểu lo sợ, nói chuyện mà kiểu lo sợ không phải là bình thường. Gọi lâu không cô ha? Có mấy phút mấy giây à, trong cái điện thoại bên cô để nói chuyện. Vậy là cứ 2 mẹ con cứ hỏi thăm sức khỏe á. Nó qua nó lại sao? Nếu con nói lại, vậy là chủ nhật nào cũng gọi về. Còn ngày thường là không gọi được. Không có rồi. Con trai mình nhìn thấy là thân hình có béo hay gầy hay Nó ốm gì không? gầy vậy con, chứ béo gì. Gầy hả? Vậy là ngày hôm qua, ngày hôm kia vẫn gọi được đúng không cô? Không, cô bữa Hôm tôi kia là nói chủ nhật đấy gọi được không? không, chủ nhật này nó không có gọi. Nó gọi từng từng rồi á, là bữa nó mới bữa thứ mấy, chắc cũng bữa chủ nhật thứ hai gì đó, bữa đó nó gọi rồi cô cũng không nhớ nữa. Gọi bữa trước cái không có cô nhà cô đi công chuyện, cái bữa sau nó gọi, nó vừa gọi gió từ lúc cỡ 2 giờ tới 3 giờ trả lời, rồi trong giờ đó đó. 2-3 giờ chiều cô. Rồi nói chuyện chút ít nha, chứ cũng có nói gì hết trơn. Cô cứ hỏi con ở đâu nó không nói. Cái nó nói nó nhắn tin với chị, nó nói chị nói mẹ mua số 67 đi, Mua số là mua mua sổ số hả không cô? biết. Nó nói vậy thôi cô không biết, mà nó nói 2 lần như vậy. Tuần trước á, cái tuần đó cô lên đây nè, cô đi khám bệnh như này nè, cái nó cũng điện, nó điện rồi cái máy nó yếu cái gì đó, yếu mạng yếu gì đó, cái nó không được, cái tắt, nó điện qua chị, nó điện qua chị nó nhà, nói cái này điện xong cái nó nói mẹ nói chị á, chị nói với mẹ đi mua số 67 á, cái chị nó điện lên, cái cô với cha cũng đi mua rồi, cái từng rồi Cũng đi điện mua luôn hả?
lô đề đúng không? Không, 6, 7 thì tại đi mua kiếm phiếu chứ cô không biết đề biết đốm gì đâu. Tại con nó nói vậy rồi cô cũng biết không biết cái gì thì tại đi mua đại vậy đó. Dạ. Rồi từng rồi nó điện cái nó cũng nói vậy, nó nhắn tin qua nói nói mẹ mua số 6, 7 nữa. Là nhà mình cũng đi mua, cũng đi kiếm mua. Cũng đi kiếm đi mua. Có trúng không? Không. Trúng gió đúng không ạ? Thì tại con nó nói vậy chứ cô cũng biết cái gì. Nhiều khi nó cho cái địa chỉ nó ở hay gì mình không biết, thì lại cô đi mua lại cho con nó vui vậy đó. Bây giờ cô liên lạc cho con thì vẫn liên lạc bình thường được mà cô đang sợ con, điều gì đây? Con điện cho cô chứ con, cô điện cho con, cô không có được. Vậy là cô đang lo sợ điều gì cô nói đi. Thì con cô nói như á, mẹ ơi, lo tiền cho con. Nó nói vậy đó, rồi mẹ nói, cô nói tiền đâu mà lo cho con bây giờ. Lo tiền là để làm gì cô có hỏi không? Nó nói vậy thôi chứ nó không có nói là tiền gì hết. Sao mình không hỏi? Hỏi nó không có nói. Cô có hỏi mà con không có nói. Con của cô nói lo là lo bao nhiêu tiền? Nó nói lo là 300 triệu. Thế cô mới nói trời ơi tiền đâu 300 triệu. 300 triệu hả? Thế cô mới nói á, bây giờ mẹ có lo cho con thì 20-30 thôi chị, tiền đâu 300 triệu. Nhiều lần vậy mỗi lần gọi điện về cho cô là đều là ngỏ ý là không có, chỉ có lần đó nhắn qua vậy chứ không có nói bằng tiền, bằng điện thoại không có nói qua, nhắn thôi. Cái hai ngày sau cứ nhắn qua 500 triệu. 500 triệu. Ừ, cái cô nói trời ơi tiền đâu mà có. Nó kêu con để cô nhắn lại nói con nhắn lại đi, mẹ có khả năng giờ ăn kiếm mượn lo 20-30 quá chứ đâu có nhiều. Nhà anh mới còn thê, mẹ bệnh. Cô là được mấy người con đây? Có hai đứa à con. Em này là con thứ mấy? Con trai nhỏ. Út ha. Ừ. Em này sinh năm 2000 á, là 24 tuổi rồi, lớn rồi mà. À. Chín chắn suy nghĩ rồi mà, trưởng thành rồi mà. Trời ơi, biết nhiều trưởng thành không ơi. Trước giờ là em có tình trạng như vậy không hay là chỉ có lần này thôi? Không, mới đây à. Mới đây. Cô đang nghi ngờ là con nhà mình sẽ gặp điều gì? Cô sợ bị bạn bè nó gạt đó con ơi, chứ có gì đâu. Sợ bạn bè gạt hả? Cô sợ là con nhà mình là theo bạn theo bè hả? Thì cô... con nó đi với bạn đó mà. Cái trường hợp mà con trai nhà mình gọi điện về xin tiền rất nhiều lần đó cô không, có mà họ không có xin, nó nói là bị qua bển vậy thôi, là nó điện về nó. Qua bển là qua đâu cô? Hả? Qua biển là qua đâu? Con không biết là con ở đâu là điện. Cô chia sẻ một cái nói... câu chuyện nó rất liên miên, thật sự rất liên miên. Biết sao không, cũng như là cô nói qua bản đầu nói qua con đó, chứ cô không biết con cô ở đâu. Con hiểu rồi, ừ. Nhưng mà cô chia sẻ cái câu chuyện nó liên miên lắm. Cô hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con trai của cô. Hy vọng con trai của cô xem được video này đang ở đâu đó, sớm về đoàn tụ với gia đình hoặc là liên hệ về báo tin cho gia đình yên tâm. Cô nói đi. Cũng như cô nói với con cô hả? Đúng rồi cô. Nói sao giờ? Cô, cái tình cảm của cô dành cho con của cô, cô có nhớ con không? Cô có muốn con cô về không? Cô có muốn con cô được bình an không? Đúng thì rồi. Cô nói đi. Nói không được luôn á. Hy vọng rằng là em trai xem được video này, thấy mẹ của em về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm em. Thì em đang ở đâu đó thì em phải báo tin về cho mẹ biết, đặc biệt là về để gặp gia đình cho mẹ cũng như gia đình yên tâm. Bởi vì tới giờ phút này mẹ em về đây nhờ các anh các chú đi tìm em. Mẹ rất lo lắng cho em, không biết được em bây giờ là như thế nào, ở đâu và làm gì. Mẹ rất là hốt hoảng, mẹ lo lắng về em, không biết em có được khỏe không hay là bị người ta lừa đảo thế này thế kia. Nên mong rằng em trai đang ở đâu đó, nếu chưa về được em phải gọi điện em báo tin về cho mẹ. Đặc biệt là em nói cho mẹ biết là em ở đâu, làm gì, công việc gì để cho mẹ yên tâm hơn. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm được cái thông tin của em trai này, cũng như là khuyên em trai này sớm liên hệ về với lại gia đình. Thì cái sự việc của cô thì anh em đã ghi nhận cô nha. Thì hôm nay cô về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con, đúng không ạ? Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không?
Muốn á, cô có đồng ý không ạ? Chân thành cảm ơn luôn. Cô Muốn. đồng ý đúng không ạ? À. Dạ rồi, cuối video con chúc cô nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt con trai cô sớm quay trở về. Rồi, cô cảm ơn tất cả con cộng xin phép đồng chào nhân cô dân nhá. mạng. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.